Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Với những anh em nào mà dùng những thiết bị như laptop thì đều nghe đến một cái cổng kết nối có tên gọi là Thunderbolt. Vậy thì Thunderbolt là gì? Thunderbolt là một công nghệ được Apple và Intel đồng phát triển vào năm 2011 với tên gọi là Thunderbolt. Thì cái tên này sẽ biểu thị cho cái tốc độ truyền tải nhanh khủng khiếp khi so với những chuẩn kết nối khác. Thì chuẩn giao thức kết nối Thunderbolt ra đời chính thức trên những dòng MacBook trước và sau đấy xuất hiện trên những mẫu laptop có sử dụng CPU của Intel. Thì cái kích thước của cổng này sẽ là những cái cổng kết nối của vật lý riêng biệt, và đặc biệt sẽ có một số cổng giống hệt với cổng mini DisplayPort. Trong khoảng thời gian này thì những cổng kết nối trên thị trường thì có rất nhiều, và muốn tích hợp được những cổng kết nối đấy lên trên laptop thì sẽ phải làm rất nhiều cổng kết nối, ví dụ như VGA, DisplayPort, HDMI. Ngoài ra thì chúng ta có cổng như USB Type-A, USB Type-B, Micro USB và một số những thiết bị trên iPhone nữa. Chúng ta có cổng Lightning. Những cổng kết nối này thì như mình đã nói rồi, thiết kế là khác nhau, khiến cho khi mà tích hợp lên thì cái mẫu laptop chúng ta sẽ cực kỳ dày và mẫu laptop chúng ta cũng sẽ nặng hơn nữa. Và vì thế công nghệ Thunderbolt được sản xuất ra thì được tích hợp với hệ sinh thái của Apple trước tiên, thế nên khiến cho những cái phụ kiện tiếp cận đến người dùng cũng rất dễ. Cổng Thunderbolt sẽ có rất nhiều những công nghệ có ở bên trong, và người dùng chỉ cần một cái cổng kết nối cắm vào và xuất ra khi mà chúng ta cần chúng ta cắm, còn không cần thì thôi. Tuy nhiên, cho tới năm 2014, USB Type-C ra đời thì đây là một cổng kết nối có 24 pin, cắm chiều nào cũng được và có thể tích hợp rất nhiều công nghệ ở trong một. Và với Apple và Intel chắc chắn sẽ không thể đứng ngoài xu thế được. Thì cổng Thunderbolt thế hệ thứ 3 đã ra đời, tích hợp nhiều công nghệ all-in-one trong một, ví dụ như Power Delivery, sạc tối đa là 100W, chuẩn DisplayPort và tất cả giao thức còn lại kể cả PCIe cũng có luôn trong cổng Thunderbolt 3. Lúc này thì một số những người hiểu nhầm rằng cổng USB Type-C có luôn mọi thứ, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Công nghệ mà mình vừa kể đến thì người ta hay gọi là những giao thức kết nối, và muốn kết nối và giao tiếp được với những thiết bị thì cần phải tiếp xúc qua những cổng kết nối. Thì USB Type-C vốn dĩ là một cổng kết nối vật lý, không phải là một giao thức. USB Type-C không có cái gì cả, chỉ là hãng người ta đưa thêm công nghệ gì qua cổng Type-C đó mà thôi. Thế nên những cái mẫu laptop có Thunderbolt thì chắc chắn sẽ cổng USB Type-C, thế nhưng những mẫu laptop có cổng USB Type-C chưa chắc đã có cổng Thunderbolt, bởi vì vốn dĩ đây là công nghệ của Apple và Intel đồng phát triển. Những mẫu laptop của những hãng khác, cụ thể là hãng A ấy, thì sẽ không thể có được. Đấy là trên mặt lý thuyết nhá, bởi vì là họ không mua bản quyền. Muốn mua thì phải có bản quyền, mua lại thì mới có thể trang bị được. Thì nếu như mua bản quyền thì mức giá của sản phẩm sẽ bị đẩy lên một chút. Cái này thì là điều không thể tránh khỏi được. Và để chúng ta có thể phân biệt được cái mẫu laptop đấy, cái cổng C có Thunderbolt hay không, thì với MacBook thì chúng ta không cần phải quan tâm, bởi vì chắc chắn sẽ có rồi. Còn với những mẫu laptop sử dụng Windows thì chúng ta hãy nhìn vào logo hình tia sét. Nếu như laptop của bạn có logo hình tia sét thì chúc mừng, laptop đó có cổng Thunderbolt. Còn nếu không thì có thể là hãng người ta không thích viết đấy. Chúng ta có thể mở sách hướng dẫn sử dụng ra để xem, nhưng hầu như nếu như không có là chắc chắn là người ta sẽ không có đấy rồi. Tuy nhiên với một số mẫu laptop đặc biệt nhé, nếu như ghi dòng chữ là USB 4 thì chúc mừng, nó cũng là công nghệ Thunderbolt, thế nhưng cái tên là khác thôi. Và để tóm gọn lại để cho anh em dễ hiểu, thì giao thức kết nối và cổng kết nối vật lý là khác nhau. USB là cổng kết nối, những cái công nghệ khác được tích hợp vào sau thì chúng ta được gọi là giao thức kết nối.